Dạ, bài tập chương 3, bài tập 1. Thì ở đây nó cho cái thu nhập. Y là thu nhập và S là hàm tiết kiệm. Thì biết rằng tiết kiệm là S nó sẽ bằng âm 7,42 khi thu nhập Y bằng 5. Yêu cầu thứ nhất là xác định hàm tiết kiệm. Nếu biết khuynh hướng tiết kiệm cận biên là MBS bằng Y trừ 0,4, tức là cái hàm MBS này nó chính là đạo hàm của cái hàm S theo biến Y này. Và nó hỏi là kể từ mức thu nhập dương nào trở lên thì nó sẽ có tiết kiệm dương. Thì chúng ta giải về này như sau. Thì đầu tiên là chúng ta tìm cái hàm tiết kiệm. Hàm tiết kiệm là mình sẽ ký hiệu đó là SI. SI tức là hàm tiết kiệm là nó tính theo cái biến Y. Thì nó sẽ là nguyên hàm của hàm MBS nhưng mà theo biến Y. Thì chúng ta sẽ thế cái hàm MBS. Hàm MBS của chúng ta là bằng Y trừ cho 0,4 đi. Thì lúc này cái nguyên hàm của Y á, là bằng Y bình phương. Y bình phương chia 2. Nguyên hàm của Y là Y bình phương chia 2. Còn nguyên hàm của 0,4 thì nó sẽ là 0,4 nhân Y. Và chúng ta sẽ cộng thêm hằng số C nữa. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm thêm cái hằng số C này nữa thì coi như câu A xong. Thì theo đề bài á, thì nó nói là S nó sẽ bằng âm 7,42 khi Y bằng 5. Tức là theo đề bài ta có. Theo đề bài. Theo đề bài nè. Thì ta có sẽ Y bằng 5. Thì S nó bằng âm 7,42. Có nghĩa là điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là SI S5 bằng âm 7,42. Nhưng mà S5 á, thì có nghĩa là cái chỗ hàm ở trên đây nè. Chúng ta sẽ thay Y bằng 5 vô. S5 thì có nghĩa là nó 5 bình phương chia 2 và trừ cho 0,4 nhân 5 và cộng C thì nó sẽ bằng âm 7,42. Thì tới lúc này chúng ta sẽ giải ra, chúng ta tìm C. Thì một cách đơn giản nhất là các bạn thường hay làm đó là bấm sử dụng bấm shift son này. Tức là ở đây mà 5 bình phương là 25 thì bấm 25 phần 2. Đó. Rồi trừ cho 0,4 nhân 5. Rồi cộng tiếp C, C và đặt bằng x đi. Rồi sau đó mình cho nó bằng trừ 7,42 và mình bấm shift son này. Thì nó ra là trừ C nó sẽ bằng trừ 17.92. Tức là mình giải ra mình tìm ở đây là C nó bằng âm 17,92. Đấy. Như vậy thì mình có cái hằng số C mình thế vô thì lúc này mình kết luận vậy hàm tiết kiệm mình ký hiệu là SI. Hàm tiết kiệm này theo biến Y thì nó sẽ bằng Y bình phương chia cho 2 rồi trừ cho 0,4Y. Tức là cái hàm trên đây nè, mình ghi xuống dưới, nhưng mà cái C thì mình sẽ thay bằng trừ 17,92. Tiếp theo là nó nói là kể từ mức thu nhập dương nào trở lên thì sẽ có hàm tiết kiệm dương. Thì tiết kiệm dương khi nào?
Người ta có là tiết kiệm dương có nghĩa là gì? Tiết kiệm dương, tiết kiệm dương có nghĩa là SI này nó dương nè, SI này nó dương, mà SI này dương thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là y bình phương chia 2 trừ 0,4 y trừ 17,92 dương. Thì cái này là mình sẽ giải bất phương trình bậc 2 theo ẩn y. Cái này trong máy tính mình bấm được, tức là máy 580 đó. Thì mình sẽ bấm là mod alpha và cái chữ A, mình chọn số 2. Dương thì ở đây mình chọn số 1, bất phương trình bậc 2 mà dạng lớn không nè, mình chọn số 1. Thế mình nhập vô thì cái hệ số trước y bình phương này nó là 2 trừ là 1/2, tức là mình bấm 1/2 cũng được, mình bấm là 1 chia 2 cũng được, hoặc là bấm 0,5 cũng được. Còn chỗ này là hệ số trước y là trừ 0,4 và hệ số tự do này là bằng trừ 17,92. À, thì mình bấm ra thì nó có hai trường hợp là x nhỏ hơn a, x nhỏ hơn a mà a nó chính là trừ 28/5, tức là x nhỏ hơn trừ 5,6, x nhỏ hơn trừ 5,6 và y lớn hơn b, mà b là 6,4, vậy thì y lớn hơn 6,4. Vậy thì cái bất phương trình này nó sẽ xảy ra hai trường hợp là y nhỏ hơn y nhỏ hơn âm 5,6, y nhỏ hơn âm 5,6. Cái dấu này là hoặc nè, y lớn hơn 6,4. Thì cái điểm này mình loại là lý do là ở đây nó xét, nó hỏi là với điều kiện y dương nào, thu nhập dương nào trở lên thì tiết kiệm sẽ dương. Rồi chỗ này mình nhận thì câu trả lời của mình là vậy, khi y lớn hơn 6,4